Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tokyo Camera. Và hôm nay vẫn là anh Hiệp vẫn không ai khác xa lạ cả, vẫn là anh Hiệp. Thì hôm nay thì em ở đây thì bởi vì dạo gần đây là em nhận khá là nhiều câu hỏi từ các bạn khán giả trên kênh của mình, trên Facebook hay trên các hội nhóm. Thì các bạn đang thắc mắc rằng là chiếc DJI Mini 2 đó, và chiếc Mavic Air 2 ở đây thì các bạn đang phân vân là không biết là các bạn mới chơi thì các bạn nên chọn chiếc Mini 2 hay là chiếc E2. Thì trong video ngày hôm nay em và anh sẽ cùng tư vấn cho các bạn là với những ai thì sử dụng E2, với những ai thì sử dụng Mini 2. Đó, và hai con này có gì hơn kém nhau. Và bây giờ thì trong video này mình và anh Hiệp sẽ bắt đầu nhá. Ok, đầu tiên thì các bạn đang thắc mắc về cái thiết kế, về cái có nghĩa là về cái khả năng về cái cân nặng của con này này. Các bạn đang thắc mắc rất là nhiều là với cái trọng lượng là chỉ có 249g ấy, thì không biết là bay trong những cái điều kiện gió to thì nó sẽ như thế nào với cả hai con. Đó. Thực ra là với ngay khi mà các bạn được cầm vào hai cái thiết bị này, cũng có thể có nhiều bạn chúng ta ngồi ở nhà và có thể đưa ra những cái quyết định. Thì với bản thân mình thì với một chiếc Mavic Air 2 với cái trọng lượng và cái hệ thống motor của nó khỏe hơn, thì về cái việc háng gió hay là bay trong những cái điều kiện phức tạp hơn thì chiếc Air 2 của chúng ta hoàn toàn có thể chiếm ưu thế rất là lớn so với chiếc Mini. Bản thân cái chiếc hai chiếc này, hai chiếc RAW này đều được sinh ra dành cho cái việc nhỏ gọn này, phục vụ cái công việc đi chơi, đi du lịch với gia đình, với bạn bè, và có thể dễ dàng tạo nên những cái shot quay rất là để đời, để lưu lại những cái khoảnh khắc của chúng ta. Thì để mà lựa chọn một trong hai thì nó cũng không phải là quá khó đâu các bạn ạ. Với chiếc E2 thì cái chất lượng hình ảnh chúng ta đạt đến nó sẽ được tốt hơn, được nhiều hơn so với chiếc Mini. Thì chiếc Mini này như mình đã trải nghiệm hai sản phẩm này trong một thời gian khá là dài ấy, thì như em thấy là con này này, mặc dù là hãng công bố nó có khả năng kháng gió cao đấy, tuy nhiên thì có một vài trường hợp là em bay trong những cái điều kiện mà hôm gió lớn chẳng hạn, như đợt vừa rồi Hà Nội có gió bắc ấy, gần như là con này trên cái app nó cảnh báo liên tục là gió quá lớn. Đúng rồi. Và cái khi mà em bay ấy, nó sẽ bị lắc. Nó đảo rất là, có nghĩa là cái đảo khi mà trong gió ấy, nó lớn quá. Đấy, thế nên khi mà việc cất hạ cánh ở trong những cái điều kiện gió phức tạp, tại vì hôm nay em đứng nhất tầng 8 cơ, em quay thì gần như là khi mà em hạ cánh là em rất phải để ý, tại vì nó lắc nhanh quá, nó lắc mạnh quá, gần như là nếu như những cái bạn mới chơi ấy, rất là mất điều khiển. Đúng rồi. Là lắc một phát là thôi, là có thể là đi luôn. Đúng rồi. Đó. Trong khi đó thì cái chiếc E2 này này khi mà các bạn bay ấy, các bạn sẽ có một cái lực cản gió nó tốt hơn, tại vì motor nó khỏe hơn. Thế nên là khi mà cái khả năng mà giữ cân bằng của nó trong những cái điều kiện gió lớn ấy, thì con này lại ok hơn. Tối ưu đó. Thì nếu mà như vậy thì với những bạn mới chơi thì theo anh là nên chọn chiếc, nếu mà để về kháng gió đi thì nên chọn chiếc nào? Nếu mà về để kháng gió thì với cái sắc cách của mình thì các bạn nên chọn chiếc Mavic Air 2 thì là tốt hơn, đúng không? Là tốt hơn. Okay. Tốt hơn. Đó thì đó là một cái câu trả lời dành cho các bạn là nếu như các bạn băn khoăn về cái việc thiết kế của con này thì mình nghĩ là các bạn nên chọn E2, nó sẽ tốt hơn. Thứ nhất là cái body của nó nhìn cũng khỏe khoắn hơn, trông nó cũng lực hơn. Đấy, thế nên là chất lượng hình ảnh của nó cao hơn. Đúng rồi, chất lượng hình ảnh cao hơn. Đó. Đó. Ok, vậy thì đến với một câu hỏi tiếp theo, đó là về phần tính năng. Đó thì theo em biết thì hai con này đều là sinh ra với cái mục đích là chúng ta chỉ dùng trong cái việc là mua về giải trí này, mua về phục vụ gia đình, chúng ta trong những chuyến đi chơi thôi. Thì cái phần tính năng vui vẻ, em hay nói là những cái tính năng vui vẻ, tính năng hỗ trợ đấy. Thì không biết là theo anh thì con nào hơn con nào? Tính năng vui vẻ hay là những cái tính năng bay thông minh, nói là những tính năng bay thông minh của hai thiết bị này thì Mavic Air 2 nó vẫn có thêm nhiều tính năng hơn so với Mavic Mini. Cái Mavic Mini thì là một cái chiếc drone nhỏ, được thiết kế nhỏ gọn, nhẹ và với giá thành hợp lý. Thì hãng cắt giảm đi, ví dụ như là các bạn có thể quan sát thấy là ở cái phần cảm biến tránh va chạm thì hiện nay Mavic Mini chỉ còn cảm biến tránh va chạm phía dưới bụng, còn cảm biến ở quanh thân, không có phía đầu, không có đuôi, không có hai bên. Thì chiếc Mini này nó sẽ được cắt giảm đi một số các cái tính năng, ví dụ như là bay active track chẳng hạn. Đó. Rồi là
cái tính năng mà hiện nay rất là nổi bật của DJI đấy là tính năng APAS, tức là vượt qua vật cản. Đúng rồi. Bypass, bypass. Trên E2 thì nó gọi là bypass, mà thực tế nó vẫn tên là APAS từ trước đến nay, nó xuất hiện từ cái dòng Mavic 2 rồi. Đó, được đưa xuống chiếc Mavic 2 này. Tuy nhiên thì chiếc Mavic Mini này, để mà nói thật về cái việc sử dụng thì hoàn rất là tiện cho cái việc du lịch. Đúng rồi. Kể cả là người mới chơi. Vì con này khá là nhỏ. Tại vì như vừa em có đi du lịch, em cầm đi thì có nghĩa là em gần như là em chỉ cần, em còn không cần đến túi sách cơ. Có nghĩa là em chỉ cần, các bạn chỉ cần nhét vào cái ba lô ấy, tại vì con này nó có một cái bóc để mà chúng ta che chắn những cái cánh ấy. Nó không bị xòe. Đó, thì chỉ cần cho vào cái ba lô thôi, cần cái túi đeo chéo cho vào đấy cũng được. Thế là gọn. Cầm cái điều khiển đi là các bạn đã có thể sử dụng. Đấy, trong khi đó ví dụ như các bạn sử dụng những cái chiếc fly khác ấy thì chúng ta phải mang túi này, mang ba lô chẳng hạn. Nó rất là cồng kềnh và nó không tiện trong cái việc là khi mà chúng ta đi du lịch, đúng không anh? Trong khi đó cái mini, lợi thế lớn nhất của mini đối với em hiện tại là khi mà đi du lịch là chúng ta có thể sử dụng được ngay và luôn. Không cần phải là băn khoăn là phải mang túi nặng đủ các thứ, thì cái này khá là ok. Đó. Còn về cái tính năng vui vẻ và vui chơi thì nếu như các bạn quan trọng hóa về cái tính năng ấy, với những bạn có rất nhiều bạn là thích tính năng thì em nghĩ là chiếc E2 vẫn là sự lựa chọn hợp lý. Đúng rồi. Còn với chiếc mini thì chúng ta phục vụ kiểu gia đình vui vẻ thôi. Chúng ta bay những cái shot nó rất là đơn giản, lấy cảnh là chính. Với mini thì nó cũng có một số các tính năng, ví dụ như là bay point of interest này, tức là bay xung quanh một điểm, một vật thể. Tuy nhiên là nó sẽ và bay rocket, bay xung quanh chủ thể, rồi là bay xoắn ốc, cũng đã có sẵn ở trên này rồi, cũng không phải là không có, nhưng mà nó chỉ là kém hơn E2 một chút thôi. Không có cảm biến. Em nghĩ thua nhất E2 trên cái việc là không có cảm biến xung quanh và cái active track. Còn nếu mà để những cái tính năng, ví dụ như nó gọi là bộ quick shot của DJI đấy, thì gần như là hai cái đều ok với nhau. Xem nhau. Ok, về yếu tố thứ ba nữa thì em nghĩ là các bạn khi mua một sản phẩm máy ảnh hay là mua một sản phẩm gì đó thì đều quan tâm đến phần chất lượng. Cái này thì tại vì là hai cái sự chênh lệch giữa hai con này nó rất là ít. Như em test thì nó rất là ít. Đó, tại vì là một con nó chỉ là 4K 60 frame. Đúng rồi. Một con là 4K 30 thôi. Thế nên là cái việc mà nó chênh nhau nó không quá là nhiều. Đúng rồi. Đó thì không biết là theo anh thì nếu mà như tập trung hẳn vào chất lượng đó thì E2 nó hơn hẳn Mini 2 ở điểm gì luôn. Tại vì chắc chắn nó hơn rồi, nhưng em cũng chưa rõ ràng là nó sẽ hơn ở những điểm nào. Đó. Với một cái thực ra là khi mà nói đến những cái 4K 30 frame hay 4K 60 frame ấy, thì đối với những anh em freelancer này, rồi là những người edit video chuyên nghiệp, thì anh em rất quan tâm đến cái đó. Nhưng mà đối với người dùng cơ bản thông thường ấy, thì chúng ta chỉ cần những cái thước phim rất là đơn giản thôi, no mùa thôi, không cần phải quá chuyên nghiệp. Sắc nét là được. Sắc đúng nét rồi. Sắc đầy đủ là ok. Đảm bảo cái độ nét là được. Và bởi vì là người dùng thì nói thật là khi anh em chơi ấy, thì đều sử dụng và edit video trên chiếc điện thoại thôi. Nó không hẳn như là cái việc mình edit video ở trên máy tính để có thể sử dụng hết cái hiệu năng của cái chất lượng video đó. Đó, thế đâm ra là anh em khó lựa chọn cũng không phải là một vấn đề gì. Nó là câu hỏi đặt ra rất là nhiều. Đó. Tại vì anh em hỏi cái việc là cùng là 4K đấy, cùng là 30 frame đấy, nhưng mà tôi thấy là Mini 2 nó lại như thế này, E2 nó lại như thế kia. Tại vì cái việc mà các bạn nên hiểu là cái việc mà chất lượng hình ảnh nó khác nhau, nó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Đúng không anh? Ví dụ hôm nào mà trời nắng thì hình ảnh nó lại khác, đúng không? Hoặc là các bạn bay ra biển và các bạn bay trong đô thị là nó đã có những cái sự khác nhau nhất định rồi. Mà với những người dùng cơ bản và những cái khách hàng gọi là họ không chuyên sâu quá như bọn em chẳng hạn, nhưng bọn em là chuyên sâu về hình ảnh thì bọn em sẽ quan tâm đến những cái việc là bit màu này, rồi quan tâm đến việc là chỉnh sửa màu. Tuy nhiên thì với Mini 2 em đặt ở vị trí là một cái người dùng cơ bản, vui vẻ thôi, gọi là mua về gọi là phục vụ gia đình trong những chuyến đi du lịch chẳng hạn, thì em thấy nó vẫn ok, hoàn toàn hợp lý, vẫn rất tiện đấy. Mà thêm nữa là con này lại có một cái tính năng rất hay này mà các bạn nên để ý với con này, đó chính là cái quick transfer. Có nghĩa là file về trực tiếp về máy luôn mà không cần phải bật fly. Đúng rồi. Đấy, như E2 mà dùng thì các bạn vẫn phải bật fly để các bạn chuyển file về. Chứ còn trên mini thì không, là về phát edit trực tiếp post luôn, rất nhanh rất tiện. Đó chính là cái điểm mạnh nhất của DJI, cũng đã biết lắng nghe người dùng hơn rất nhiều. Đúng rồi.
nó thể hiện rất là rõ ở trên hai cái sản phẩm này, để phục vụ cái công việc du lịch thẳng với cả anh em đi chơi, đi phượt, gia đình thì hai sản phẩm này quá ok. Còn anh chỉ về mỗi cái việc chênh lệch nhau về mức giá thì cái đấy là chính là cái điểm key để mọi người có thể lựa chọn dễ nhất. Tại vì là như một con này là 10 chính xác giá là bao nhiêu nhỉ? 13.990.000. Con này là 23.490. Chênh nhau đến 10 triệu. Các bạn ạ, 10 triệu. Chênh nhau 10 triệu. Đấy, như vậy là đã rất dễ là lựa chọn rồi. Tuy nhiên thì các bạn thắc mắc nhiều về phần hình ảnh thôi. Nhưng em nghĩ là cái phần này thì thôi bây giờ thì anh em mình test thôi. Okay. Bay thử là để biết ngay là con nào hơn con nào ngay, đúng không anh? Ok. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến phần test.